Viên thông ý thức. Mục Kiền Liên. Kinh văn: Đại Mục Kiền Liên từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Ban đầu con đi khất thực, giữa đường gặp ba anh em Ca Diếp Ba là Ưu Lâu Tần Loa, Già Gia Na Đề. Họ giảng nói nghĩa lý thâm diệu của pháp nhân duyên của Như Lai. Con liền phát tâm được sự thông đạt sâu xa. Giảng giải. Đại Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Tên của Mục Kiền Liên có nghĩa là Thái Túc Thị, con cháu của dòng họ những người ăn rau đậu. Ngài nói: Ban đầu con đi khất thực, giữa đường gặp ba anh em Ca Diếp Ba là Ưu Lâu Tần Loa, Già Gia Na Đề. Tên của Ưu Lâu Tần Loa Uruviva có nghĩa là rừng cây papaya. Ông được đặt tên này là vì thân ông lớn nhanh như thân cây papaya. Già Gia Gaya là tên một dãy núi. Na Đề Nadi là tên một dòng sông. Ba anh em giảng nói nghĩa lý thâm diệu của pháp nhân duyên của Như Lai. Họ bàn luận về giáo pháp của Như Lai, đặc biệt là giáo lý nhân duyên sinh. Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, thị danh vi giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Khi họ phân tích kỹ lưỡng về giáo lý này, con liền phát tâm được sự thông đạt sâu xa. Trước đó, Xá Lợi Phất đã được nghe bài kệ trên và đã được chứng ngộ, đạt quả vị sơ quả A-la-hán. Ngài liền trở về báo tin cho Mục Kiền Liên: Hôm nay tôi vừa gặp được các vị tỷ khưu đệ tử của Đức Phật. Họ có nói cho tôi một bài kệ. Khi Xá Lợi Phất đọc lại bài kệ ấy, Mục Kiền Liên cũng chứng ngộ. Cả hai đều đến chỗ Phật xin quy y và đảnh lễ Thế Tôn, cầu thỉnh Ngài làm bậc đạo sư của mình. Có vài kinh luận khác nói rằng Ngài Xá Lợi Phất gặp tỷ khưu Mã Thắng. Vị này nói cho Xá Lợi Phất bài kệ: Chư pháp tùng duyên sinh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Bài kệ này đã khiến cho Xá Lợi Phất giác ngộ. Nói chung, Xá Lợi Phất đã nghe đệ tử Phật nói về lý nhân duyên và được giác ngộ. Nghĩa lý thâm diệu là chỉ cho giáo pháp dạy cho hàng Bồ Tát. Giáo pháp dành cho hàng A-la-hán có nghĩa lý còn đơn giản. Thế nên, nghĩa lý thâm diệu là chỉ cho giáo pháp Đại Thừa. Kinh văn: Như Lai ban cho con y ca sa đắp trên thân, râu tóc tự rụng. Con có thể đi khắp mười phương mà không ngăn ngại, có được thần thông, được đại chúng suy cử là đệ nhất, thành bậc A-la-hán. Giảng dạy ban cho con y ca sa đắp trên thân, râu tóc tự rụng. Khi con đến trụ xứ của Đức Phật, Ngài nói: Thiện Lai, tỷ khưu, hãy để cho râu tóc ông tự rụng và thân được đắp ca sa. Nhờ năng lực thần thông của Phật mà râu tóc của Mục Kiền Liên sạch ngay sau lời tán thán của Thế Tôn. Vào thời đó, những ai quyết định xuất gia, họ liền thực hiện ngay tức khắc. Họ không dừng lại để tính toán suy nghĩ. Họ không giống như những người hôm nay, vốn thường do dự, không dứt khoát khi quyết định. Khi râu tóc của Mục Kiền Liên rơi rụng sạch sẽ rồi, Ngài liền có hình tướng của một vị tỷ khưu. Ngài thuật lại: Còn có thể đi khắp mười phương mà không ngăn ngại. Mục Kiền Liên là vị có thần thông bậc nhất. Sau khi Ngài xuất gia, Ngài thành tựu được năng lực thần thông. Ngài có thể đi khắp mười phương và có thể hiện các tướng biến hóa như ý muốn. Năng lực thần thông của Ngài là không ngần mé, không có gì làm chướng ngại. Có được thần thông, được đại chúng suy cử là đệ nhất, thành bậc A-la-hán. Kinh văn: Không chỉ riêng Thế Tôn,
mà mười phương Như Lai đều tán thán năng lực thần thông của con được thanh tịnh, viên mãn sợ hãi. Giảng giải. Không chỉ riêng Thế Tôn, mà còn mười phương Như Lai đều tán thán năng lực thần thông của con. Không chỉ riêng Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen tặng con. Chư Phật Như Lai khắp mười phương cũng đều tán dương năng lực thần thông diệu dụng của con. Các ngài khen ngợi năng lực ấy là thanh tịnh, viên mãn, sáng suốt và không sợ hãi. Kinh văn. Đức Phật hỏi về viên thông. Con xoay ý niệm trở về bản thể tròn đầy sâu lắng. Tâm thể sáng suốt được hiển bày, như nước đục lắng trong, lâu ngày thành trong suốt, đó là Phật giảng giải. Đức Phật hỏi về viên thông. Này Đức Phật hỏi viên thông. Này Đức Phật hỏi chúng đệ tử, những người đang tu tập, họ đã vận dụng công phu theo phương pháp nào mà có được sự chứng ngộ? Con xoay ý niệm trở về bản thể tròn đầy sâu lắng. Con công phu bằng cách quay trở về với tâm thể thanh tịnh sâu lắng, cho đến khi tâm thể sáng suốt được hiển bày, bản tâm con phát ra ánh sáng. Như nước đục lắng trong, như để nước đục lâu ngày cho đến khi trở nên lắng trong, lâu ngày thành trong suốt, khi nước đục để lâu ngày, nó tự nhiên được trong suốt. Đó là phương pháp tốt nhất. Còn tu tập theo phương pháp xoay ý niệm trở lại với tánh nhiều, đó là phương pháp thù thắng nhất. Ha ha ha, 问什么的说